Vâng, em Dũng xin trân trọng chào mừng anh chị trở lại với 34 Phan Hải Dương. Và hôm nay một mẫu xe chỉ hơn 200 triệu đồng, số sàn đến từ thương hiệu của Hyundai, một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc và là một cái mẫu xe có form dáng đẹp, hệ thống khung gầm chắc chắn, tôn vỏ cực kỳ là dày dặn và nó là một cái mẫu xe mà lành tính với khối động cơ 1.4, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, máy móc thì cực kỳ là bền bỉ. Đây là một mẫu Hyundai Accent với cái form dáng nhập khẩu thì thực sự là với tầm tiền hơn 200 triệu, nó là một cái mẫu xe xứng đáng để lựa chọn. Nó có form đẹp, trẻ trung. Anh chị đã từng trải nghiệm cái dòng xe này thì anh chị cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Form dáng của dòng Hyundai Accent này nó cực kỳ là đẹp luôn, với tất cả những cái đường nét cũng như là cái form, những cái đường gân gờ của xe đều chuẩn mực. Và chiếc xe này thì em cam kết với anh chị đó là zin nguyên bản 100% về máy móc thân vỏ. Vâng, với những chiếc xe của bên 34 Phan bán cho thị trường thì luôn luôn là những chiếc xe chuẩn, đẹp, zin nguyên bản, chuẩn mực. Đây chị nhìn form dáng xe rất đẹp đúng không ạ? Đấy, về thiết kế của dòng xe Hyundai Accent này là một cái mẫu sedan nằm trong phân khúc hạng B. Nhưng mà với Hyundai Accent nó được nhập khẩu nguyên chiếc, cho nên hệ thống tôn vỏ nó khác biệt hoàn toàn với những mẫu Vios hoặc là Rio, anh chị nhỉ. Đấy, tôn vỏ rất là chắc chắn, cho nên hệ thống cách âm chống ồn của thằng này nó cũng cực kỳ là cao cấp. Bản thân chiếc xe này là hộp số sàn, trang bị đó là hộp số 5 cấp. So với Vios cùng đời thì nó đã nâng lên 1 cấp rồi, cho nên cái chế độ chuyển động của nó mượt mài, êm ái hơn. Và thứ hai nữa, anh chị có thể nhận thấy được là xe được trang bị, chủ nhân trang bị nào đề ấn nổ sát top này. Đấy, trang bị viền ánh sáng xung quanh xe, trang bị màn hình OLED giải trí tất cả các chế độ, màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhé. Và mặt táp lô của xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhận thấy được rằng là thực sự đây là một cái mẫu xe đẹp và bắt mắt và cực kỳ là lành tính. Với cái sự lựa chọn hợp lý cho dòng phiên bản số sàn thì Hyundai Accent nó sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Và từng những con ốc các bác nhìn đây ạ, nhìn đây ạ, thì các bác sẽ thấy được rằng nó đẹp thực sự luôn. Đây là một chiếc xe nó ở mức độ nó là xuất sắc so với những xe cùng đời. Và bên em tuyển chọn xe cũng phải nói là cực kỳ kỹ càng, kỹ lưỡng. Những chiếc xe cũ đã qua sử dụng có thể khấu hao theo thời gian, nhưng chiếc xe đó phải đảm bảo về mặt an toàn kỹ thuật, chuẩn mực về độ thẩm mỹ cũng như là chắc chắn, cánh đóng cửa cực kỳ chắc chắn luôn đúng không ạ? Anh chị có thể ngắm nhìn lại một lần nữa cái form dáng từ đằng trước sang đằng sau của chiếc Hyundai Accent này. Vâng, những cái đường chi tiết vót cạnh đẩy từ phần phía trước sang phần phía sau. Và phải nói rằng đây là một những chi tiết an tiền và nó làm cho chiếc xe đẹp và chuẩn mực. Na răng thì đa chấu kép hợp kim nhôm, hai bánh ABS anh chị nhé, hỗ trợ ABS, củ phanh thì bằng ươm đây, lốp láp mới và bốn lốp mới như nhau. Tất cả các đường khe kẽ của xe đều tăm táp, xe không có hiện dấu hiệu đâm xô tai nạn gì đâu anh chị nhé. Khoang ghế ngồi phía sau thì cực kỳ là rộng rãi này, ghế da mới kính cong luôn. Đấy, các bác thấy được là chuẩn mực đúng không ạ? Tất cả những cánh cửa đều bao zin cho anh chị là không có vết vặn mở nhé. Đấy, chung là tiêu chí trong xe của bên em rất là kỹ càng, chân nỉ theo xe từ đầu này rất là kỹ càng, để cho các bác có thể thấy được rằng là với những việc đó là khắt khe với những chiếc xe đầu vào thì lúc đó mới có thể bảo hành cam kết được cho khách hàng. Các bác nhìn thấy form xe nó cực đẹp đúng không ạ? Đây là Accent nhập khẩu nguyên chiếc 2012, hộp số sàn 5 cấp. Đấy, các bác nhìn thấy phần đèn thì cũng đã được đấu đèn bia, đèn siêu sáng rồi. Đấy, ánh sáng tốt về ban đêm. Phần đèn cũng thiết kế cực kỳ là đẹp mắt này. Đấy, phần mặt cabo thì các đường nét nó thẩm mỹ cao. Chung là cái form này thì nó không bị lỗi thời các bác. Và xe mang biển 99. Bên em có thể là hỗ trợ các bác rút hồ sơ sang tên đổi chủ một cách là thoải mái các bác nhé. Chuẩn mực luôn. Ở đây các bác nhìn đây ạ. Đấy, tất cả các đường nét xi nhan tích hợp chân gương này và bốn quả lốp mới này, máy nổ êm tin thít luôn các bác ạ. Êm tin thít luôn. Và đây các bác nhìn này, toàn bộ tất cả các chi tiết xe là chuẩn mực nguyên zin. Những con ốc nó vàng ươm luôn theo thời gian này. Phải nói là chiếc xe này đẹp thật sự các bác ạ. Hiếm có một chiếc đời 2012 nào mà nó lại đẹp và chất được như chiếc xe này. Và các bác có thể nhận thấy là từng những con ốc này, từ tất cả những con ốc, bốn cánh cửa đều là nguyên zin hết. Và những cái nhựa tam ni tam lô của xe không hề có một vết xước luôn. Và đây ạ, đây các bác nhìn này. Đó, cái vô lăng nó đẹp như thế này. Phím còi ẩn vô tư, cái phần này nó không bị xước này.
tỏ xe này, nó chạy ít đúng không ạ? Odo xe 13 vạn chuẩn các bác nhé, 13 vạn chuẩn này. Đây củ số nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Phải nói rằng đây là một chiếc xe khá là xuất sắc. Nếu các bác đang có tầm tiền nhô 200 thì đây sẽ là chiếc xe mà các bác nên lựa chọn để đi. Bởi vì nó là một chiếc xe bền bỉ chắc chắn, form dáng đẹp, trẻ trung và rất là giữ giá. Đây các bác nhìn lại một con nội thất một lần nữa này. Đấy, rất đẹp luôn, keo chỉ thì zin đét luôn. Không có một phân mất nha anh chị nhé. Không có một phân mất luôn. Bốn lốp đều mới cả. Và cánh cong cửa chắc nịch luôn. Và form dáng đôi bên của xe đều đẹp luôn. Các bác nhìn form dáng đôi bên đều đẹp. Hyundai Accent. Vâng. Cái dòng này thì thực sự trước kia thì nó nhập khẩu về Việt Nam thì mua nó phải gần 600 triệu đồng. Nhưng bây giờ thì thực tế cái giá nó đã giảm rất sâu rồi. Và cái giá của chiếc Hyundai Accent đang bày bán tại showroom 34 Văn, số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương là với mức giá cho anh chị có thể cảm thấy được là hợp lý nhất trên thị trường và đẹp nhất trên thị trường, đó là 289 triệu anh chị nhé. 289 triệu cực kỳ hợp lý luôn, bao zin, bao đẹp và bao chuẩn cho anh chị. Và bây giờ anh chị sẽ tới cái phần máy của xe nhé, để ta có cái nhìn tổng thể. Vâng, với phần máy của chiếc Hyundai Accent này thì em Dũng cứ cam kết với anh chị đó là bao test, bao kiểm tra tại tất cả mọi nơi mà anh chị yêu cầu. Và cam kết là máy zin, nếu sai em Dũng chịu toàn bộ trách nhiệm để anh chị có thể là chịu mọi chi phí anh chị nhé. Vâng, đây chị nhìn khoang máy này, nó sáng, nó đẹp đúng không ạ? Nó chuẩn, cái màu zin theo xe từ đầu, ngay cả từ con ốc cabo chưa từng tháo mở này. Vâng, phải nói là những cái chiếc xe như thế này thì bán cho anh chị hoàn toàn có thể yên tâm và bảo hành một cách chuẩn mực 100%. Đây chị nhìn sự nguyên zin, nguyên bản của xe này. Phải nói là tuyệt đối và rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn anh chị nhé. Khoang máy sạch sáng này. Anh chị nhìn khoang máy này. Em có rửa qua để cho nó nhìn cho nó bắt mắt. Còn lại thì độ zin của xe nó thể hiện qua cái tiếng máy nổ đây anh chị nhé. Đấy, máy nổ cực kỳ là êm. Với khối động cơ 4 máy 1.4 đến từ công nghệ của hãng Hyundai thì đây là một cỗ máy cực kỳ là bền bỉ và mức tiêu nhiên liệu ở mức độ 5-7 lít trên 100 km. Bởi vì với hộp số công nghệ tối tân thì nó cũng rất ok. Máy zin chỉ có keo giằng cò là ra thôi. Giằng cò này thì nó theo thời gian năm nay năm 12, xe hơn 10 năm rồi, ra chuyện bình thường. Nhưng thân máy zin, đáy máy zin và tất cả mọi chi tiết là zin anh chị nhé. Đấy, cái nào nó còn thì em bảo nó còn, cái nào ra rồi thì em bảo ra. Taxi này nhìn được rất rõ nhé, zin này. Và tất cả trong khoang máy từ những tấm lỉ ốp nó vẫn còn zin và nguyên bản. Cái tiếng máy nổ anh chị có thể nghe thực tế nó cực kỳ là đẹp, chuẩn mực. Đấy, thân vỏ xe một lần nữa để anh chị có thể khám phá ra được cái chất lượng của xe. 289 triệu anh chị nhé. Vâng, xe thì động cơ 1.4, hộp số sàn 5 cấp, nhập khẩu đến từ Hàn Quốc. Form xe đẹp. Vâng, được trang bị màn hình cam lùi đề ấn nổ đầy đủ, tất cả đầy đủ rồi. Và trang bị cảm biến trước sau đầy đủ rồi các bác ạ. Vâng, đây cam lùi ở chỗ này này. Biển 99 khá đẹp, 2939. Khoang cốp thì cực kỳ rộng này. Đối với đằng Hyundai xe này, khoang cốp nó rộng hơn cả vai ớt, cho nên các bác để đồ nó rất là thoải mái. Đèn đó nguyên zin này. Và từ những cái chi tiết xe nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Và từ những cái phần cabo này, này, phần phía cabo phía sau này, quá đẹp và quá chuẩn luôn. Đây ạ, quá đẹp và quá chuẩn luôn. Và tiếp theo đây thì em mở phần lốp dự cua. Phần lốp dự cua này có tất cả những cái phần theo xe, lốp dự phòng, khóa cửa đây, keo các thứ, phần đáy xe là nguyên bản zin đét luôn, đẹp xuất sắc luôn. Vâng, phải nói là đây chiếc xe nó chuẩn mực về chất lượng nhé. Tiếng đóng cửa cực kỳ chắc chắn, thân vỏ của dòng này thì không thể chê được đâu ạ. Vâng, vậy thì tổng thể của chiếc Hyundai Accent 2012 mà mới về bên showroom 34 Văn, em Dũng đã chi tiết cho anh chị rồi. Vậy thì để chốt xe thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp số online 0964 834 834, địa chỉ xem xe tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và em Dũng chắc chắn rằng nếu anh chị đến xem chiếc xe này, anh chị sẽ hài lòng. Bởi vì cái mặt chất lượng của chiếc xe này sau hơn 10 năm sử dụng thì nó còn rất là tốt. Và cảm ơn anh chị và xin chào tạm biệt.